Top 3 mặt nạ xịn cho mùa hè. Đắp mặt nạ là một trong những bước cần thiết đối với bất cứ ai muốn sở hữu một làn da căng bóng, đủ độ ẩm, khỏe mạnh. Chính vì vậy, việc đắp một em mặt nạ khoảng 2 đến 3 lần một tuần không chỉ giúp cải thiện làn da khỏe đẹp trong mùa hè này mà còn giúp thư giãn cực kỳ tốt nữa đấy. Trên thị trường có rất nhiều loại mặt nạ giấy khác nhau, nhưng sau khi dùng qua mình chỉ thật sự ưng 3 loại mặt nạ này vì chất lượng và hiệu quả siêu rõ rệt ở trên da của mình. Mặt nạ Nazu Chàm Trà. Đây là mặt nạ của hãng mỹ phẩm đình đám Đài Loan Nazu đã quán nổi với các tín đồ làm đẹp và gần như được coi là huyền thoại khi nhắc đến mặt nạ giấy. Mặt nạ Nazu Chàm Trà là dòng mặt nạ bán chạy nhất của hãng, cũng như là phổ biến nhất tại Việt Nam. Trong dòng mặt nạ này chứa các tinh chất chàm trà và salicylic acid có khả năng kháng viêm, giảm vết sưng đỏ, cải thiện tình trạng mụn ngay tức thì. Chính vì vậy, bạn nào dễ nổi mụn viêm do đi nắng nhiều hoặc đến tháng thì cứ mua sẵn vài em Nazu để trong tủ lạnh là hoàn toàn có thể yên tâm được rồi. Chưa kể, mặt nạ này cũng chứa một số hoạt chất dưỡng ẩm cấp nước cho làn da, kiểm soát được lượng mã nhờn trên da, giúp da mềm và hạn chế bóng dầu hơn. Mùi tinh dầu chàm trà rất đặc trưng và tự nhiên cũng là điểm khiến em mặt nạ này thu hút được đông đảo khách hàng tin dùng. Mặt nạ Mezihea than hoạt tính. Mezihea luôn có các sản phẩm về mặt nạ đứng trong top yêu thích của các beauty blogger nổi tiếng. Chính vì thế mà các sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc này luôn được đánh giá cao và có lượt tìm mua lớn. Mặt nạ này được chiết xuất từ than hoạt tính và cây rẻ gai vùng Gyeongsu cùng với các khoáng chất tự nhiên có lợi, nên khi đắp mình cảm thấy da rất mát và thoáng. Nó có chức năng khá lớn đối với việc làm sạch lỗ chân lông, nuôi dưỡng làn da mịn màng đầy đủ độ ẩm. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế mụn ẩn một cách tối đa. Đặc biệt, bạn nào có một làn da siêu nhiều dầu giống mình sẽ cực thích em này vì độ kiểm soát dầu cực tốt, thu nhỏ lỗ chân lông, xe cồi mụn nhanh. Với môi trường đang ô nhiễm như hiện nay, thì việc đầu tư một em Max thải độc nhiều công dụng tốt như này là hoàn toàn xứng đáng đúng không nào? Bạn sẽ có làn da trắng mịn khỏe mạnh nếu thường xuyên dùng em này đó. Dòng mặt nạ này của Mezihea tuy không quá nổi tiếng nhiều so với loại chàm trà hoặc vitamin C, nhưng mình đánh giá cao hơn so với các loại còn lại của Mezihea. Hạn chế duy nhất của dòng sản phẩm này chính là dễ bị làm fake rất nhiều vì có lượt mua cao. Mặt nạ Zezer Mojita Whitening Essence Spa. Đến 90% người dân Đài Loan khi nhắc đến mỹ phẩm sẽ nghĩ ngay tới Zezer Mojita thì bạn có thể thấy được sức ảnh hưởng của thương hiệu lâu đời này rồi. Các sản phẩm của Zezer Mojita rất đa dạng, tuy nhiên có tầm ảnh hưởng và được thị trường Việt Nam biết đến nhiều nhất vẫn là các dòng mặt nạ của hãng. Whitening Essence Spa là một trong những dòng mặt nạ tốt nhất của Zezer Mojita, với tác dụng nổi bật đến từ axit Chanesa giúp ức chế sự hình thành của melanin, hỗ trợ làm giảm sắc tố da, cải thiện tình hình sạm da do ánh mặt trời, giúp da trắng hồng tự nhiên. Hơn nữa, trong thành phần còn chứa manje axit có tác dụng làm mềm lớp biểu bì, giúp da căng bóng. Chiết xuất 7 loại thảo mộc nuôi trồng trên núi Áp, collagen thủy phân giúp cải thiện da khô ráp và xỉn màu, mở vết thâm và khóa ẩm hiệu quả vô cùng. Đặc biệt trong thời gian mùa hè này, với làn da dễ bị bắt nắng và xỉn màu, thì mình thường xuyên dùng em này để cải thiện sắc tố giúp da trông sáng hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi mua sản phẩm mặt nạ của Zezer Mojita vì dễ bị mua nhầm phải hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Ba dòng mặt nạ này hiện tại mình đều đang sử dụng trong mùa hè này giúp da được đẹp và khỏe hơn. Bạn cứ siêng đắp mặt nạ trong mỗi tuần và chọn loại mặt nạ tốt thì da bạn sẽ đẹp lên trong thời đó. Tuy nhiên, mặt nạ cũng là dòng sản phẩm sẽ dễ khiến bạn mua phải hàng kém chất lượng nhất, nên bạn cần lựa chọn một địa chỉ mua thật uy tín và có tâm. Mua sản phẩm ở link bên dưới nhé!